Hello anh em, hiện tại tôi đang tháo một cái phần tần loa loa bốt. Tôi sẽ chia sẻ với anh em cái sơ đồ mạch này để anh em nào mà đam mê làm về âm thanh nhá, nghịch ngợm chế cháo gì thì cóp cái mạch này để tự ráp. Thực ra cái phần tần này anh em dùng trong loa hát thôi nha, loa nghe nhạc không dùng phần tần này đâu. Để anh em xem qua trước cái mạch này. Đấu nó cũng hơi nhì nhằng, còn cái quấn này thợ trước người ta đã quấn rồi, quấn nó hơi xấu tí, anh em thông cảm, đừng để ý. Rồi đợi anh ấy vé xong tôi sẽ quay rõ hơn cho mọi người xem. Cái loa này nó có ba đường tiếng là bass, tép và loa mid. Thực ra trong âm thanh nghịch chế phân tần là thích nhất. Trong loa có bông thủy tinh này gọi là tiêu tán âm đấy, để nó không bị vọng. Cái phân tần này nó làm đơn giản thôi, nó không phức tạp như cái loa nghe nhạc. Phần tụ kia là nối từ dương của tín hiệu vào qua con tụ rồi lên bóng đèn, qua con trở rồi lên tép. Lần nữa có sơ đồ tôi sẽ chỉ anh em rõ hơn. Nhìn này nó hơi lằng ngoằng, nhiều dây dợ. Đây, tôi có rất nhiều cơ hội để show cho anh em xem phân tần. Như cái video hôm qua tôi đã chia sẻ đó, thì không phải là phân tần nào cứ cấp phân tần của loa bãi mà lắp bừa vào cái loa tàu là hay đâu, mà nó cũng phải hợp. Cóp thì cứ cóp, rồi anh em đam mê thì cứ sáng tạo, cứ nghịch thôi. Côn như cái loại loa này rất nhỏ, côn 25 2,5 cm đó. Còn loa tàu bây giờ côn to, toàn côn năm mấy, bảy mấy. Dòng loa bãi nó nghe nhạc nó hay nhưng mà công suất nó không khủng như loa tàu. Này cần 4 con sò đánh tốt, 2 con thôi, một vế âm ly cần 2 con đánh tốt loa bãi. Còn loa tàu bây giờ khoảng 4 con sò to đánh gần nóng cháy. Rồi ok anh em, cái mạch của nó
Đấy, anh em xem xong chụp ảnh màn hình lại. Thực ra về cách đọc sơ đồ thì tôi đã có chia sẻ với anh em trên kênh rồi đấy. Tín hiệu ở đây đường vào. Đây, đây là cái loa bát của chúng ta. Cái tín hiệu vào loa bát của cái loa nghe nhạc này loại này á, nó vào thẳng, nó không qua cái gì nha. Đây tín hiệu vào dương, từ âm ly vào là vào dương đây, mát là vào thẳng. Rồi. Đây từ cái tín hiệu dương này chúng ta sẽ qua một con tụ 4,5 mi, rồi qua một cái bóng đèn. Cái tụ 4,5 mi này 50V nhá. Qua bóng đèn rồi vào dương của con tép nhỏ. Rồi từ cái âm của con tép này sẽ được nối qua một con tụ 22 mi đưa xuống mát. Đây là cái loa 3 đường tiếng nhé. Tép to này tính ra là loa trung đấy. Rồi từ cái vị trí phần âm của tép nối với con tụ này, từ cái vị trí này anh em sẽ nối qua qua một cái cực dương của con tép to để anh em lấy lời. Còn cực âm còn lại chúng ta sẽ đấu xuống mát. Thế thôi. Anh em đọc sơ đồ, chụp ảnh màn hình lại và làm theo. Thực ra nó dễ mà. Ok. Anh em cứ chép sơ đồ lại tự làm thôi nhá. Những cái cách làm thì tôi đã hướng dẫn trên kênh rồi. Có chỗ nào không hiểu thì cứ liên hệ vào Facebook của tôi.